xin kính chào quý vị. Hiện Nam Anh đang ở Uphill Park của vùng Fortress, Virginia để tham dự buổi picnic của Hội Thân Hữu Quảng Đà được tổ chức vào ngày Chủ nhật 13 tháng 8 năm 2017. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh được ghi nhận sau đây. Ngày Chủ nhật 13 tháng 8 năm 2017 là ngày đẹp trời, là ngày Hội Thân Hữu Quảng Đà, miền Đông Bắc Hoa Kỳ, gia đình, bạn bè đến tham dự buổi picnic được tổ chức tại Uphill Park ở Fontrack, Virginia. Ban tổ chức đến sớm để sửa soạn cho món mì Quảng truyền thống của người dân xứ Quảng cùng các món thịt nướng. Các bạn bè thân hữu có dịp gặp gỡ, thăm hỏi, kiểm điểm và thống kê lại sinh hoạt hội viên như ông Phó Hội trưởng Hội Quảng Đà Nguyễn Hải Châu chia sẻ. Nhưng mà đây cũng là lúc mà kiểm kê lại, coi ai còn ai thiếu, ai dọn đi, ai mới lấy vợ chồng mới, ai mới ly dị, sinh con, để cháu. Thì đây là một dịp coi như là để tổng kê lại tất cả bạn hữu ở đây. Buổi picnic có mặt ông Hội trưởng Hội Cao Niên Nguyễn Văn Đặng. Ông đã từng sinh hoạt rất lâu với Hội Quảng Đà. Quảng Đà, rồi bởi vì Hội Quảng Đà với lại Hội Cao Niên chúng tôi rất là thân tình trong mấy chục năm qua. Thì khi nào mà Hội Cao Niên tổ chức thì đều có sự tham dự của Hội Quảng Đà. Để đáp lại thì khi Hội Quảng Đà có tổ chức những cái sinh hoạt gì đó thì chúng tôi cũng sẵn sàng đến tham dự chung vui. Chúng tôi rất là đoàn kết trong cái vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn này. Khi hỏi về món mì Quảng đặc sản của người dân xứ Quảng, anh Nguyễn Ngô Quốc Khánh là tổng thư ký của Hội Quảng Đà, cũng là người đã cùng phu nhân và thân hữu nấu món mì Quảng cho buổi picnic hôm nay cho biết như sau. Ngoài món mì Quảng ra thì Quảng Nam cũng có nhiều cái món rất là đặc sắc, giống như là xôi đen, là gọi là xôi ngọt. Rồi đặc biệt nữa chị biết gì không, nếu mì Quảng mà không có nén, không có dầu nén thì nó sẽ không bao giờ trở thành mì Quảng. Mà nén, tụi tôi mang từ quê nhà qua, nén mình làm với là cái dầu phộng, mình dầu phụng đó, ở quê người ta gọi, mình làm lên, mình mix xong xuôi rồi đó, mình mới đem lên máy bay được, mới đem cái đó qua. Nếu mì Quảng không có nén thì sẽ không bao giờ trở thành mì Quảng. Thưa quý vị quan khách, kính thưa quý đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng và gia đình. Một lần nữa, Hội Quảng Đà được tiếp đón quý vị nơi đây để có một cái buổi picnic mùa hè năm 2017. Như thông lệ, chúng tôi tổ chức picnic để có dịp quan khách, thân hữu và hội viên Hội Quảng Đà có dịp gặp nhau, hàn huyên tâm sự và thưởng thức món mì Quảng đặc trưng của Quảng Nam Đà Nẵng. Sau đó là những món ăn phụ khác. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Sự hiện diện quý vị đã nói lên lòng ưu ái của quý vị dành cho Hội Quảng Đà chúng tôi trong rất nhiều. Tôi tên là Hoa, khách từ Đà Nẵng đến đây để dự cái hội thân hữu Hoa Quảng Đà. Mình khi mình đến đây mình thấy không khí rất là vui, nhộn nhịp. Tự nhiên mình đến nước Mỹ mình tưởng là buồn lắm, nhưng khi mình gặp lại người Việt mình rất là mừng, rất là vui, rất là phấn khởi. Chương trình văn nghệ bỏ túi do các hội viên đảm trách đã làm cho buổi picnic vui nhộn trong không khí đầy thân tình của người dân xứ Quảng. Nam Anh tường trình từ Fontrack, Virginia.